Honda Future phiên bản 2024 đã có mặt tại hệ thống Hồng Đức, đủ màu luôn nha mọi người. Năm nay chúng ta sẽ có 3 phiên bản thì cũng giống như mấy năm ngoái thôi các bạn. Đầu tiên là bản cao cấp sẽ có 3 màu, xanh đen, đỏ đen và trắng đen. Tiếp theo là bản đặc biệt cũng sẽ có 2 màu, màu xanh đen nhưng mà xanh mờ nha các bạn, với màu đen vàng. Cái này mọi gọi đen vàng là tại vì bên cái yếm bên đây nè, nó có 2 miếng yếm màu vàng thì gọi là đen vàng nha. Rồi và cuối cùng đó chính là chiếc bản tiêu chuẩn. Đấy, tiêu chuẩn thì bánh căm nha mọi người, và năm nay chỉ có một chiếc bánh căm màu xanh thôi. Đó. Năm ngoái thì chúng ta có cái phiên bản màu đỏ nữa, thì bây giờ năm nay chỉ còn màu xanh thôi các bạn. Rồi mình đi chi tiết từng phiên bản đi mọi người. Ở bản cao cấp với bản đặc biệt thì nó sẽ chỉ khác nhau về màu sắc thôi nha các bạn. Kể cả so với năm 2023 luôn thì cũng chỉ khác màu sắc thôi. Khung sườn, động cơ vẫn vậy nha các bạn. Nhưng mà có một điểm cải tiến mình rất thích ở trong năm nay, đó chính là tiết kiệm nhiên liệu hơn nha. Chỉ có 1.47 thôi, 1.47 lít cho 100 cây số thôi, tiết kiệm hơn năm ngoái. Rồi mình đi từ phiên bản đầu tiên đi. Màu xanh này cũng là màu xanh khác với năm ngoái nè các bạn. Màu xanh này là thay đổi nhiều nhất nè, màu xanh nó đậm hơn, giống với cái chiếc SH Mod đó các bạn, giống trên chiếc SH Mod tiêu chuẩn á, đó cái màu xanh giống vậy đó. Rồi thì chúng ta sẽ có thêm được nữa là dàn chân đen, là hay chinh phục màu đen. Nhưng mình hay chia sẻ với mọi người á là trước đây chỉ có trên Honda Black nè, với quay rửa ít mới có dàn chân đen thôi, thì bây giờ Future đã có dàn chân đen rồi đó. Chân phục màu đen, màu sau phục phía sau màu đen, cả cái lốc nội cũng được sơn đen mờ luôn. Cái gắp xe nè, cái gắp xe cũng được sơn đen rồi, cái cặp te, cái ốp hợp xích đó các bạn cũng được sơn đen luôn. Đó. Nói chung là rất nhiều chi tiết màu đen, càng đen nhìn càng ngầu ha. Đó màu xanh đen, tiếp theo là màu đỏ đen cũng vậy luôn nha các bạn. Màu đỏ này thì mình thấy đỏ này còn giống năm ngoái. Rồi màu này trắng là bán cực kỳ chạy luôn các bạn. Màu trắng năm nay thì cũng được cập nhật thêm dàn chân đen, quá đã luôn các bạn. Rồi đến phiên bản đặc biệt nè, bản đặc biệt năm nay thì khác bản đặc biệt năm ngoái là có thêm cái heo thắng màu vàng. Và chỉ duy nhất có bản đặc biệt mới có thôi nha các bạn. Heo thắng màu vàng trên bản đặc biệt. Và đây màu đen mờ cũng là heo thắng vàng luôn, với rất nhiều chi tiết màu đen. Cái này chắc là nhà sản xuất thấy cái gì nó cũng đen thui hết trơn rồi, nên là dớt lại hai cái yếm màu vàng đồng đó, nên là ga giấy xe sẽ là màu đen vàng nha. Rồi và cuối cùng là phiên bản bánh căm. Bản bánh căm á thì sẽ khác với cái bản cao cấp bên bển, là mọi người thấy cái mặt nạ phía trước nè được sơn màu xanh luôn nha, chứ không phải là màu đen. Ở năm ngoái á thì cái bản bánh căm sơn cái dè đen. Bản cao cấp không có sơn dè đen, thì năm nay đổi lại bản bánh căm cái mặt nạ không đen cao cấp đen thôi. Chết đầu quá mọi người. Rồi đó là 3 phiên bản của Honda Future. Mọi người quan tâm thì ghé hệ thống Hồng Đức nha. Các bạn muốn biết giá thì để lại số điện thoại phía dưới, mình sẽ hỗ trợ mọi người. Hoặc là chia sẻ ý kiến, để lại bình luận của mọi người ở dưới đi, để xem phiên bản 2024 này khác biệt nhiều không, hoặc là mọi người có thấy sự khác biệt nào nữa không thì comment cho mình biết. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hồng Đức cùng bạn trên mọi nẻo đường.